cơ trời đã hé lộ rồi. Cái giai đoạn này đã từ đây sắp đến thảm thê con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng. Để chừng đến việc ngóng trong trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Vậy thì bây giờ ai chưa tu thì bắt đầu phát tâm tu cho nó lẹ. Phải không? Máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung. Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thách đến chân mới nhảy đùng. Nhảy đùng mắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gần ghe chững mấy rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Bây giờ mà không chịu tu thì sau này khổ. Nếu không tu thì chừng khổ cũng ơi, đừng có trách sao không chỉ bảo. À, thầy nói thơ với phú thần tiên giáng bút. Bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp kịch vui mừng tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Bảy siêu kính chào chú Tư, chú Hồng Quang, tức là hai cái vị lớn tuổi ở trong Zoom. Kính thưa toàn cả chư đồng đạo, vị diện kính mến. Thì hôm nay tức là cái ngày thứ bảy, thì cái ngày trao đổi Phật Pháp, mỗi đồng đạo chúng ta thì đã san sẻ để nhín cái thì giờ để cùng với đồng đạo chúng ta vào đây để chúng ta trao đổi, để nhằm trợ duyên cho nhau trên bước đường tu tập. Thì hôm nay Bảy Siêu được cái duyên để cùng hội ngộ với quý vị. Thì kính thưa toàn cả chư đồng đạo, thì trong cái thời gian mà Đức Thầy mở đạo năm 1939 đến nay thì quả thật là một thời gian rất là dài. Rất là dài. Năm nay là 2021 rồi. Thì quý vị cũng biết cái tình hình hiện thời bây giờ đó, thì mình không thể nói trước là cái điều gì nó xảy ra. Thì quý vị nói là cố gắng lo tu thôi. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay Bảy Siêu trao đổi với quý vị qua một cái bệnh đề, tức là tu mau kẻo trễ. Kính thưa quý vị, quý vị thấy rằng đó, Đức Thầy chúng ta ra đời ấy, năm 1939 đến nay thời gian đã ngót trên dưới 80 năm rồi. Mà quý vị thấy rõ ràng trong cái đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng thôi, thì cái số người tu nó còn ít lắm quý vị. Và cái số mà không tu đó thì đếm không hết nổi, đếm không hết nổi. Mình không dám nói tới thế giới. Cho nên quý vị thấy rằng nó sanh ra ở trong cái cõi đời này đó, chúng ta mang cái thân tứ đại, nhưng mà thật sự nó là giả hợp quý vị. Bốn chất đất nước gió lửa nó tạo thành, rồi thành cái thân của mình, nhưng mà đến ngày tàn hạ nó sẽ trả lại cho đất nước gió lửa. Chỉ còn lại cái tội với cái phước mà nó đi theo mình thôi. Nhưng mà sanh trong cuộc đời này có người giàu nghèo, mạnh giỏi sung sướng đều nó khác nhau. Rồi do thụ hưởng cái phước của đời trước đó, nó không thiếu cái thứ gì, cho nên người ta quên đi cái tu. Quên cái tu cái gì? Người ta cứ nghĩ rằng cái thân này là nó vĩnh viễn trường tồn, nó không có cái gì mà phải gọi là đau khổ hết trơn. Cho nên dầu có ai khuyên tu người ta cũng không chịu, dầu kế bên nhà người ta chỉ mình tu mình cũng không nghe. Mà thậm chí mà ông Phật ra đời bây giờ người ta cũng không chịu. Cũng cái vị tiều phu đó, ngài đang cày ruộng ngoài đồng mà Đức Phật dẫn một cái tăng đoàn đi ngang, 10 đệ tử lớn của Đức Phật, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông Ma Ca Diếp, ông La Hầu La, vân vân. Nhưng mà khi gặp cái người mà cày ruộng, tiều phu cày ruộng, Đức Phật mới nói này A Nan,
cái vị tiều phu này trải qua 91 kiếp và gặp 7 vị Phật ra đời. Cái vị Phật đầu tiên và vị Phật Tỳ Bà Thi, vị Phật thứ 7 chính là ta đây. Mà khi mỗi một lần gặp Phật thì ông nói thôi để mình dẹp hết ruộng rạ để tu. Nhưng mà nói thôi làm những xong hết tu thì ông lại quên đi. Nhưng mà đây ta là cái vị Phật thứ 7 thì ông còn khổ nữa. Ông nghe nói vậy ông bỏ cài, ông đến quy y với Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng đó cũng nhờ có cái duyên mà cái vị tiều phu này tu được. Còn hôm nay trong cõi đời này mỗi người đều rên la đau đớn vì bệnh tật, vì lực, vì chất. Rồi không phải vậy không mà đọa xuống với cõi địa ngục còn bị rên la hành hình ở dưới nữa. Tại vì ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ thì xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh chớ những người hung ác. Khi mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường giác xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Ở trên này mà không tu làm ác không phải khổ trên này không đâu quý vị. Mà chết rồi là còn phải xuống địa ngục khổ nữa. Nó chịu khổ vậy đó chứ không phải chuyện thường. Cho nên bây giờ đó trong cái thời gian mà ít ỏi này đó, bây giờ nếu ai chưa tu thì chúng ta phải phát tâm tu cho nó mau, mới gọi là tu mau. Còn ai mà quy y rồi đó thì bây giờ cố gắng hành đạo cho nó lẹ, mới gọi là tu mau. Phải không quý vị? Chứ bây giờ sống ở cõi đời này, con người mà sống không có cái đạo rồi đó, sống trong cái sự đau khổ, sống đau khổ không quý vị à. Càng sống lâu chừng nào thì càng tạo nghiệp nhiều, càng đau khổ nhiều chừng ấy. Trần thế chỉ là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, sẽ đi về chốn dưỡng hương. Mình mà có mặt trong cái cõi ta bà là chỉ tạm nương thôi. Cũng như cái người quán đó, ghé cái vệ đường uống ly nước, rồi có tiền thì uống nước ngọt, không tiền uống trà đá. Nhưng mà cuối cũng phải bỏ cái quán đó đi. Thì mình ở trong cái cõi ta bà này cũng vậy đó quý vị à. Tùy theo cái phước báo mà cái nhân đời trước mình gieo, bây giờ mình thọ. Mình thọ mà cảm thấy chừng nào nó hết, nó mãn rồi thì tự đi à. Mà lúc đó đi đó, rồi phải đi theo cái con đường tội và phước trong lúc sống mình tạo đó quý vị. Đức Phật nói dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả mà kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước hãy xem quả hưởng của đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Cho nên bây giờ mà sanh ra giàu sang phú quý là sướng rồi, phải không? Sướng lắm. Nhưng mà nếu có phước như vậy mà bây giờ tiếp tục tu nữa thì còn cái gì bằng quý vị. Tại vì cái người làm ăn mà có vốn, cái người muốn tu mà đủ điều kiện. Còn bây giờ không tu sau này khổ. Muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Vậy thì bây giờ mình muốn biết sau này mình thành cái gì, coi hiện thời bây giờ mình làm cái gì. Phải không? Ngày xưa đó có vị này, có ông trưởng giả này, ông có bốn, có ba bà vợ. Mà ba bà vợ này đó thì cái tình thương của ổng là thương không có đồng. Cho nên cái bà vợ thứ nhất đó là ổng thương yêu, ổng chiều chuộng đủ thứ đó. Cái bà vợ thứ hai á thì ổng ít có khi nào nhắc tới, cũng có khi nhắc khi không. Mà cái bà vợ thứ ba hầu như lúng luôn không giờ. Vậy hôm nọ bắt đầu ông mới bệnh nặng, ông chuyển bệnh nặng quá nặng rồi. Ông sắp sửa chết rồi. Mà không biết để của cho bà nào chia sao cho nó đồng. Ông mới kêu ba bà lại nói thôi bây giờ á, ba bà cũng biết rồi. Sống với tôi thì tình nghĩa vợ chồng thì cũng mấy chục năm mà giờ tôi sắp chết rồi. Bây giờ đó coi có bà nào dám chết theo tôi không. Bà vợ thứ nhất bà nói sao không? Ông chồng mà thương bà nhiều nhất đó, bà trở lại bà nói một câu phủ phàng. Bà nói ông chết rồi là tôi lấy chồng khác, tôi qua tay người khác liền. Ông trưởng giả ông nghe cái ông hỏi ông chặn trắng mắt luôn. Còn bà vợ thứ hai đó, bà nói tôi thì không có qua tay người khác, mà tôi có thể tiễn đưa ông ra tới mộ. Thôi cũng tạm được. Bà vợ thứ ba nói thôi giờ ông đi đâu tôi đi theo đó. Mặc dù hồi đó giờ ông không xem tôi ra gì, ông cũng chưa từng quan tâm, cũng chưa từng lo cho tôi gì. Thì qua cái câu chuyện trên chúng ta thấy rằng đó, ông trưởng giả là tượng trưng cho cái xác thân của mình.
mà có ba bà vợ đó, cái bà vợ thứ nhất nó chết rồi tôi qua tay người khác, đó là tiền của đó quý vị. Cái tiền của mà khi chết rồi rồi đó mình đâu có giữ được đâu, nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu đem tiền của đem ra hồi non. Mình còn sống đó thì tên tuổi của mình còn nắm quyền nắm hành rồi này nọ, phải không? Quyền hành đó, mình lo mình xài cái này xài cái nọ, nhưng mà khi chết rồi nó của ai chứ không phải của mình. Mà may mắn để lại đó, mà vợ con mà nó biết tu, nó biết sử dụng cái đồng tiền đó trong cái phước báo thì mình còn được tăng thêm nha, mình còn được giải được cái kiếp khổ nha. Mà vợ con nó không biết, nó lấy cái đó nó tẩu tán trong cái việc bài bạc tội lỗi nữa thì nó làm cho mình khổ nữa. Vậy thì bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho tiền của chết rồi qua tay người khác liền. Bà vợ thứ hai nói ông chết rồi tôi tiễn đưa ông tới mộ, đó là tượng trưng cho người thân của mình. Chết rồi thì người ta đưa mình ra tới mộ, người ta đi vô nhà chứ có ai chết theo mình. Rồi cái bà vợ thứ ba đó là tượng trưng cho cái nghiệp, tức là tội và phước. Tuy rằng sống ở ông trưởng giả này ông không để ý, nhưng mà bà nói ông chết đâu tôi đi theo đó. Như vậy thì mặc dù là sống trên thế gian tiền của mình quan trọng, người thân mình quan trọng, nhưng mà cái nghiệp mình làm hàng ngày mình đâu có để ý tới nó đâu. Nhưng mà cái nghiệp này nó trung thật, nếu nghiệp lành đó thì mình đi về cái cõi lành, mà nghiệp dữ đi về cõi dữ đó quý vị. Tích thiện thiên báo chi dĩ phước, mà tích bất thiện thiên báo chi dĩ quả. Nếu sống trên đời làm phước thì trời ban phước hả, rồi chết cũng hưởng phước hả, mà sống trên đời này làm tội thì trời giáng quả, chết rồi cái quả nó cũng đi theo tới dưới địa ngục dưới, chứ không phải chuyện thường. Thì quý vị thấy rõ ràng. Cho nên từ thời Đức Phật cũng vậy, cách đây 2.500 mấy 600 năm về trước đó, Đức Phật khi mà ngài xuất gia tầm đạo rồi đó, ngài đắc đạo đó, thì ngài trở lại độ cái dòng họ Thích. Con của ngài là La Hầu La cũng bắt đi khất thực đi xin ăn nữa rồi á. Nhưng mà độ nhất là quý vị biết khó độ ai? Độ ông Nang Đà, chuông bát của Phật, chuông bát của Đức Phật ngày xưa. Tại vì ông giàu có lắm, ông nghĩ rằng đó ông là chuông bát của Phật thì sau này Phật cứu ông là cái chuyện bình thường, cần gì phải tu. Nhưng mà không phải vậy quý vị. Nghiệp ai đó là nấy mang, mà phước ai nấy hưởng. Chỉ có con tu mới đắc đạo cha cứu cha mẹ được, chứ cha mẹ cứu con cũng không được quý vị. Mà cha mẹ chỉ độ con được, bạn bè chỉ độ với nhau được, chúng sanh với nhau có duyên độ với nhau được, chỉ có con mới cứu cha mẹ ông bà được. Cho nên Đức Phật mới độ ông Nang Đà để tu. Thì đưa ông Nang Đà về tịnh xá rồi đó, ông ở nhà cứ ông trốn về hoài, ông cứ khen vợ ông đẹp, tiền của thì không thiếu thứ gì chứ. Cho nên ông cứ bỏ ông hoài, Đức Phật thấy độ chắc cũng khó thôi, dùng thần thông đưa ông đi địa ngục chiến. Đưa ông Nang Đà xuống tới địa ngục rồi đó, thì ông gặp những cái cảnh mà những cái tội nhân ở trên thế gian này đó, mà xuống dưới đó mà làm ác là bị những cái nghiệp hành hình là rất là ghê sợ. Nào là chảo dầu sôi ùng ục, nào là giòi núc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lơm chơm, nào là lửa phừng phừng củi cháy. Thì ngay trong lúc đó đó ông thấy là ông sợ rồi, nhưng mà cũng chưa chịu tu, chưa khởi cái tâm tu Đức Phật quyết. Cho nên đó, ông nhìn tới nhìn lui đó, ông thấy cái chảo giạt dầu, chảo nào chảo nấy nó vừa vừa, nó không có bự. Nhưng mà có ngu đầu mã diện đó, chảo nào cũng có người chủng trơn, mà con cái chảo quá to, nó bự vô cùng bự, mà không có chủng ai trơn á. Ông Nang Đà ông nói bạch Đức Thế Tôn, sao mà chảo nào cũng có người chủng mà cái chảo bự quá mà không có ai chủng, không có ai chủng trong đó trơn. Đức Phật mới nói lại hỏi ngu đầu mã diện thì biết. Ông mới lại ông hỏi, thì khi ngu đầu mã diện trả lời rằng đó, ông biết cái chảo nào cũng có tân đó, mà còn cái chảo này không chủng là chờ chờ em của Đức Phật xuống đây để chủng. Hỏi ai vậy? Nó ông Nang Đà, ông ở trên này ông nghĩ ông giàu sang phú quý, ông nghĩ ông là dòng họ của Phật, Phật cứu ông không có tu, cho nên chờ ông xuống chủng, mà ông mà bự con phải chủng cái chảo bự. Ông nghe nói ông hết hồn, hết hồn sụt lui đựng Đức Phật, đụng Đức Phật cái Đức Phật hỏi gì vậy Nang Đà? Dạ Đức Phật đừng kêu tên con, kêu tên con nó chủng liền. Lúc đó ông sợ ông mới phát tâm tu. Quý vị thấy rằng con người sống ở trên thế gian, mình nghĩ mình sống hoài, có nhiều người nghĩ mình sống hoài mình giàu hoài, mà đã vậy con ấy có người bệnh hoạn khổ sở nghèo trần ai khổ nhọc vậy mà cũng chưa nghĩ tới cái chỗ tu đó. Quý vị nghĩ coi, bây giờ cả thế giới này, mình không nói cái đất nước Việt Nam,
mà nói cả thế giới này bây giờ tu được nhiêu. Bây giờ tôi nói cái chuyện mà gần gần dễ hiểu nhất thôi. Cái nhà mình ngay chính giữa, đếm trước 20 nhà, lui lại 20 nhà, thử coi được bao nhiêu người tu. Ra một cái chợ vậy đó, đi từ đầu dãy đầu tới cuối 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 dòng, nó có bao nhiêu người tu quý vị? Ít lắm quý vị ơi, ít lắm. Tại vì sao? Có nhiều người khuyên người ta tu, cái người ta nói tại tôi không có duyên, cái nghiệp tôi nặng lắm, tôi tu không được. Cái duyên thì cũng do mình tạo, đành rằng nó có cái duyên, nhưng mà mình phải tìm duyên để mình tu, phải không? Ấy chứ nhiều người mà bệnh gần chết rồi đó mà cũng chưa chịu tu nữa. Chưa chịu tu nữa. Cho nên á, quý vị thấy á, lúc này là thế giới bi ai. Bắt đầu nó khổ, nó khổ. Lúc này cái anh ta bắt đầu mới tu nhiều. Tôi nói quý vị nghe, bây giờ chợ nào cũng vậy trơn. Có nhiều tàu hũ bán sạch, có nhiều tàu hũ bán sạch. Mà niệm Phật niệm riết rồi bây giờ tôi nói quý vị nghe. Ở xóm tôi bây giờ hồi trước giờ người ta không có tu, giờ người ta cũng tu. Cái này tu mà sợ quá mà tu đó quý vị. Chứ nhiều khi qua mà dịch nó báo hết rồi đó, coi chừng á. Gà dịch nó sát sanh lại còn gấp mấy lần. Cái này theo thời cuộc. Cái tu ở đây đó là mình phải hiểu rõ rằng trong cuộc đời này, cái thân này có mặt trong cõi đời này là cõi khổ. Mà muốn cho hết khổ thì phải tu. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Thì là tu cho nhàn tỏi tấm thân, đừng làm tàn ác mà xa lần tiến ba. Cái này cảnh khổ mà. Ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền, thiều quan thấm thoát giường tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu. Cái cảnh sống ở đây đó, sáng rồi chiều, chiều chiều rồi sáng rồi chiều, cứ vậy hoài đó. Nhưng mà mình sống đây là mắt dòng sanh tử, sanh ra rồi lây quay, nó bệnh nó chết hồi nào không hay, có bền đặng đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiền trói thân, tính xong món nợ lần khân. Thoát dòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du võ trụ mà thanh nhàn biết bao. Vậy đó mà không chịu tu, phải không quý vị? Đức Thích Ca xưa ở lậu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tâm đảo. Bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đó. Cho nên ngài biết là sau này là cái cảnh mà sanh già bệnh chết là nó hoành hành, là ngài xuất gia đi tu rồi, đi tầm đạo rồi. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá giữ cho nguyên. Bây giờ phải tu mới được cái gì. Mà tu phải tu mau tu lẹ. Vậy thì bây giờ chưa tu nên học hỏi, coi ai ở gần mình á có tu rồi đó, mình học hỏi cái cách thức tu sao, quy y sao, bước vào đường đạo sao để mình tập tu theo người ta. Cái thứ hai mà cái người nào tu rồi đó, mình phải hành đạo cho nó mau nó lẹ. Hồi trước giờ đó cúng lại thời cúng thời không, thầy kêu sớm chiều bình đẳng chớ lơi. Thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai, hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Vậy mà cúng thời giá khuya lạnh quá nghỉ. Bây giờ tu gấp là bây giờ không những cúng hai thời mà còn tăng thêm thời trưa. Hầu trước niệm Phật có 15 phút nghỉ rồi, bây giờ 30 phút, 45 phút, 1 tiếng, thậm chí từ 2 tiếng nữa. Không những niệm Phật trong thời khóa mà đi đứng tứ quay nghi, mà còn phải đi trợ duyên tất cả các khóa để hộ trì cái niệm, để ủng hộ cái chương trình niệm Phật. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đại ác lớn. Tu gấp là tu vậy á, phải không? Rồi hồi trước tới giờ đó, hồi trước tới giờ mình ăn chay kỳ không à? Cả nhà phát tâm tu không biết 5 năm, 3 năm, 10 năm gì. Mà mình thấy lai rai hoài, bây giờ cũng ăn chay có 4 ngày. Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Thôi thời kỳ này gấp quá, phải không? Gấp quá rồi, kêu vợ kêu con ra bàn, bây giờ không có ăn chay kỳ nữa. Xách dao mài cho bén chặt kỳ, trường dưới lết cho tới Tây Phương Cực Lạc luôn. Chuyến này trường lết quyết liệt luôn, phải không? Chặt kỳ bỏ hết. Cầm mang hai cái kỳ mà có 4 ngày mà cà lắc biết chừng nào. Chặt kỳ đi trường cho nó lẻ. Phải đổi cái hoàn cảnh sống hết trơn. Hồi trước ham cái gì khổ sở, bây giờ mình phải ham cái gì cho nó sung sướng. Người ta ăn mặn thì mình ăn chay, người ta nói dai thì mình nhẫn nhục. Ta ham thị dục mình ăn phần, người ta o mèo mình đi cầu nguyện. Chuyện thì mình ham thiền, ta ham tiền mình ham đức. Người ta thích thiền phức, mình thích an vui. Người ta tu lùi thì mình tu tiến. Còn ai làm biến thì mình siêng năng.
ai lăn xăng mình đầm thắm, ai chấm nước mắm mình chấm nước tương, vậy mình về Tây Phương ai ở lại ráng chịu. Tu là vậy, tu gấp là vậy. Cho nên bây giờ tu gấp là phải cúng lại ba thờ, tăng lên niệm Phật, tăng lên hai lần gấp ba lần, ăn chay kỳ bắt đầu chặt kỳ lên chay trường luôn. Hồi trước làm phước ít, bây giờ làm phước nhiều. Hồi trước làm phước có 10.000, 20.000, bây giờ 40.000, 100.000 luôn. Tức là nó tăng lên vậy. Tại sao vậy? Tại vì biết đâu cái thời kỳ nó đến bất đắc kỳ tử, hoặc mình biết chết giờ nào, rồi lấy ở đâu cơ hội đâu tu nữa, lấy đâu cơ hội làm phước nữa, phải không quý vị? Chứ đâu phải mình sống hoài đâu, mình tu hoài đâu mà lúc lắc lai rai hoài. Tu riết rồi đó, con vợ gì nó gặp nó với nó sợ mặt hết rồi. Có cái chị này chỉ tu, không biết học cái cách tu ở đâu mà thầy chắc không có dạy. Thầy nói giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu luôn rồi, ăn dạy đầy đủ trơn. Mà ở trong nhà tu riết rồi con cái nó bỏ nhà nó trốn đi trơn, đứa nào cũng sợ trơn. Cái mỗi lần mà chiều chỉ về nhà cái con đứa nào nó đứng sau giờ cà lét. Chỉ hỏi mặn gì mấy bay gặp tao sợ. Đâu phải trả lời thôi. Đâu đứa nào dám trả lời sợ buồn. Ép nó riết rồi nó nói má nói còn mấy nói nha. Má tù riết má khó quá trời khó luôn. Sao người ta niệm Phật ta hiền khô, má niệm Phật gì mà. Má về má rầy con cái má chữ quá chữ rồi. Cho nên đứa nào đứa nấy sợ. Chị nói sao không? Tao niệm Phật là Phật chứng cho tao. Mà tao rầy la tao chửi bay là bay phải biết cho tao. Quý nghị nghĩ tu vậy đó chịu đời nổi không? Phải không? Nhiều khi mình tu đó, thấy con mình nó không có tu cái mình giận nó, mình ghét nó, mình nói nặng nhẹ nó. Nhưng sao đời sắp tới bên lưng rồi, khổ mà tu an vui. Mà kêu bay tu bay cũng không tu nữa. Nhưng cái thứ của bay thiệt là thứ quỷ ma gì chứ không phải người ta. Không phải gì quý vị à. Mình có cái phước của mình, con cháu nó có cái phước của con cháu. Mình có cái nghiệp của mình, con cháu nó có cái nghiệp của nó. Bây giờ nó không tu, biết đâu mai mốt nó chịu tu coi chừng nó qua mặt mình luôn đó quý vị à. Có nhiều khi cha tu 30 năm rồi mà không thấy tiến bộ, con nó mới phát tâm tu có 5-6 năm rồi nó thông minh, nó đi truyền bá giáo lý Đức Thầy. Quý vị thấy cái trình độ nó vậy đó. Cái tu đó không nói lâu, không nói mau, mà ai mà tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ai dứt bỏ được tất cả các nghiệp ác là người đó giác. Cái vậy đó quý vị, tu không nói mau, không nói lâu nói mau, ngày nay hối ngộ là liên đài ác lên, chứ không có gì đâu lạ. Cho nên á, mình mà tu chân chánh tu đàng hoàng, tôi nói quý vị nghe đó nghe. Con mình á, mình khuyên nó không tu, mà nhiều khi nó thấy nó rình, nó thấy mình tu cái lợi ích gì đó, cấm nó tu nó cũng tu nữa. Hoặc là không cho nó coi mình cách tu mà nó cũng lén lén nó rình nữa, nó coi để mình tu, phải không quý vị? Mà ngặt mình tu sầm ni quá rồi làm sao nó học được, nó cũng không nghe. Mà quý vị tu chân chánh đi mà con mình nó chưa tu là coi chừng cái duyên nó chưa tới. Cho nên chúng ta cố gắng chúng ta tu, phải không? Tu riết rồi chúng ta độ, cha mẹ lành mới độ được con dữ đó, không? Hay là vợ dữ mà vợ lành mới độ chồng dữ. Cho nên trong cái tình cảnh thế gian này vậy, tất cả đều là duyên nghiệp với nhau. Chồng tu thì vợ quậy, mà vợ tu chồng quậy chuyện đó bình thường. Thế gian nước chảy mà chồng tu vợ quậy mít lòng với nhau. Hay là thiền rồng chấp lá mù u mà vợ tu chồng quậy lu bu sớm riền. Cho nên bây giờ đó, nếu mà vợ hiền thì độ chồng dữ, mà chồng hiền thì độ vợ dữ. Cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn tu gấp, mà tu gấp là phải tu mau tu lẹ, tu phải cẩn thận, phải không? Cái gì hồi trước làm ít, thấy đúng chân lý rồi, sanh ra phước sanh ra công đức thì bây giờ làm cho nó nhiều. Mà hồi trước mà cái nào mà tu chưa được đó, nó còn dính níu, nó sanh ra tội, nó sanh ra nghiệp cản trở trên bước đường tu tập của mình thì cắt bỏ, đó mới gọi là mau lẹ, phải không? Chứ nhiều khi tôi nói tu riết rồi 20-30 năm mà 10 điều ác cũng còn dính dính trong đó, 70-80% chịu đời nổi không? Thầy nói thầy xét lại trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, trong đường tu mà nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Vậy chúng sanh được tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Cái tam nghiệp quý vị thấy vậy đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp sanh ba điều ác, một sát sanh, hai đạo tặc, ba tà dâm. Rồi khẩu nghiệp sanh bốn điều ác, một lưỡng thiệt, hai ỷ ngôn, ba ác khẩu, bốn vọng ngữ. Ý nghiệp sanh ba điều ác, một tham lam, hai sân nộ, ba mê si. Đó là 10 điều ác.
Mà 10 điều ác này tôi nói nếu mà tu mà không cẩn thận, không để ý tới nó đó nha, có nhiều khi 20-30 năm vẫn còn vướng đó quý vị. À, vẫn còn vướng như thường. Mà còn vướng là còn phạm vào á. Nếu vướng vào cái miệng thì vướng vào cái khẩu. Vướng vào cái ý của mình mà suy nghĩ quấy đó là vướng vào cái ý, mà cái thân này còn sát sanh rồi này nọ là vướng vào cái thân. Thấy vậy đó. Cho nên ông Lý Thái Bạch hồi đời đường đó, ông mới đến nghe là đồn là ông là thiền sư Ô Sào, thiền sư, nhưng mà ông ngồi trên cái cây cổ thụ á, tức là ngồi trên cái ổ quạ đó, thì ông Lý Thái Bạch ông mới đến hỏi, nói bạch thiền sư, tôi muốn tu mà ông chỉ cho tôi cái cách tu nào mà mau nhất. Thì ông mới đọc bài kệ chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, tức là làm hết các điều lành mà tránh hết các điều ác, quyết rửa lòng cho trong sạch, ấy là lời chư Phật dạy. Thì ông Lý Thái Bạch ông nói tưởng gì, đứa con nít 8 tuổi nó còn đọc thuộc nữa, ông dạy tôi làm gì. Thì thiền sư nói rằng đứa con nít 8 tuổi đọc thuộc nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Cho nên thầy dạy mình làm hết các điều từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa lòng cho trong sạch là ở chỗ đó đó quý vị. Tu không nói cao không nói thấp. Nhiều khi người ta mới phát tâm tu có 1 tháng mà 10 điều ác người ta dọn cái lăng o. Uống rượu cờ bạc á phiện người ta dọn cái lăng o, người ta không dính cái nào trơn. Không dính cái nào trơn. Hồi đó tôi có quen ông này. Ông này cũng anh vợ. Tôi nói ổng mà nhậu mà chọc trời phấy nước ổng cũng quậy dữ lắm. Sau hồi đó tôi đi làm, cái 2-3 anh em cũng đạo tôi dắt đi làm chung. Cái ông nói mày cho tao theo đi làm chứ. Làm cỡ 11 giờ vô ăn cơm trưa nghỉ, cái tôi vô tôi nói đạo, nói cách đạo đức tu hiền. Bây giờ đó tôi nói đạo là người ta nghe nó dễ tin lắm. Tại vì biết sao, hồi đó tôi ngày nào không quýt lộn không ăn cơm, chiều nào không nhậu là không ăn cơm. Mà nhậu rồi mà mua rượu mà tiệm nào mà không bán rồi tối lại đốt nhà chơi vậy. Đốt sạch. Công an bắt thì mời quýnh công an, thằng nào bắt mời quýnh đó. Quý vị biết, cho nên nó từ cái chỗ mình quậy tới mức vậy mà tôi tu là mình nói nghe. Cái trời ơi, quậy phá có lợi ích gì, tự mình làm cho mình đau khổ thêm. Tôi nói rồi cái gì cũng tin. Cái ông này, mày thượng cái tam bảo cho tao tu coi. Tôi nói bộ tưởng tu dễ lắm hả, nói sao mày tu được, không lẽ tao tu cũng được. Tôi nói ừ, ông thấy vậy đó, tôi tu được nhưng mà coi chừng ông tu cũng được à. Tại vì tôi tu là tôi đã suy nghĩ rồi, tôi quyết định rồi, tôi thấy cái cuộc đời này khổ đau tôi buông bỏ hết rồi. Ông thấy cuộc đời tôi đó, ngày nào mà không nhậu tôi đâu có chịu nổi, mà ngày nào không đi quýnh lộn tôi cũng chịu đâu nổi, tối ngày ăn chơi vậy đó. Mà tôi quyết định, ông thấy không, từ hồi tôi tu tới giờ mấy năm mà tôi bỏ cái sạch cơ. Bây giờ ông muốn tu không, ông suy nghĩ cho kỹ lại đi. Ông nghĩ kỹ, tôi cho ông suy nghĩ 3 đêm vậy đó, rồi ông ra ông gặp tôi, rồi tôi hỏi vài câu ông trả lời được cái tôi thượng tam bảo không. Ngày mai là ông gặp ông nói thôi mẹ ta suy nghĩ kỹ rồi ta bỏ hết, tao chuyện này tu chứ không nói gì trơn. Rồi tôi mới hỏi bây giờ ông nói ông quyết định tu, bây giờ khi quy y xong ông bỏ rượu được không, ông nói được. Tôi hỏi bỏ cờ bạc bỏ hút thuốc được không, ông nói được. Tôi hỏi cúng lại 2 thời không bỏ thời nào được không, được. Rồi rảnh rỗi đi làm từ thiện được không, ông nói được. Vậy mà được thiệt quý vị. Ông quyết tâm ông tu rồi, nó mới có 1 tháng là tôi gặp ông đó tôi ngán rồi. Rồi mấy cái ông mà ở gần gần nó tu trước vài năm là ông bỏ đó, bỏ hết. Mà quý vị ơi, đạo cao nhất xích ma cao nhất trưởng. Ông tu rồi cái ông lo cũng đi ăn vậy đó, tu vậy đó, cái thời gian làm ăn cái nó chậm lại, cái bà vợ lúc đó bà kiếm chuyện. Hồi đó quánh bà vợ sức môi sức mỏ chạy. Mà bây giờ bà vợ bà đâu có sợ nữa, bà chữ biết người tu rồi đâu dám nhúc nhích. Dòng thứ hỏi cái quần của anh ta đi cầu nguyện đi niệm Phật mà bà hớt cái đái lên nó tành bành luôn vậy. Có 2 bộ đồ bà ba mà hớt cái banh chành đó chứ. Tới giờ đi cầu nguyện cái bận vô cái ngồi xuống lại cái mắc cỡ với người ta. Ông nói sao ta lại nghe mát mát, cái dừng chổng khu lên thì nó trống lỏng hết trơn. Vậy đó mà về không dám nói nặng nhẹ vợ tiếng nào. Đi mượn người ta mạng lỡ đi tu. Đó quý vị thấy không? Cho nên cái tu gấp tu mau là lẹ, khi người ta nghe tới đạo, nghe tới nói sự đời khổ là người ta giác ngộ tu liền. Tức là sửa cái lỗi lầm liền. Thấy không? Đó. Cho nên thầy dạy chúng ta là trần hoàn thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diều bá tánh đường tu chén vào. Bây giờ từ bên Tây Phương Đức Thầy qua đây dìu mình riết đừng mà nó tu chứ còn gì nữa. Chữ tu đâu phải lời thề, mà không nhớ đến giữa kề tiên ban.
Hỏi chứ con ở nhà nguyên gia đình đứa nào cũng tu trơn. Có thằng trai 34 tuổi nó ngọng nghịu. À thấy gì ông nói thôi Út ơi, ở nhà cũng tu hết trơn rồi. Mày cũng tu để sau này người ta về Tây Phương Cực Lạc. Bỏ mày lại ông năm chèo nuốt à. Nó nói sao biết không? Ngọng nó nói ai cu cu cũng không có cu. Ông nói mày không cu ông năm chèo ông quất mày. Quý vị nghĩ coi. Cái duyên nó không tới nó chưa có tu. Nó vậy đó. Đó. Chữ tu chứ khá trễ chày, phải cao phải sửa nghe thầy dạy quý. Vậy thì bây giờ tu mau tu lẹ là vậy đó. Tại cái thời kỳ này đó là nó đâu có phải mà đợi mình hoài đâu quý vị. Đâu phải nói ừ thôi giờ tôi trẻ rồi đỡ già già tôi hả tu. Nhưng làm xong công việc tôi mới tu. Rồi hoặc là cha mẹ tôi lo cho nó ổn thỏa, dựng vợ gả chồng cho mấy đứa con tôi mới ăn ổn tu. Mình cứ nghĩ tới cái điều đó ngặt nó chết bất đắc kỳ tử sao quý vị. Không làm sao tu được. Phải không? Cho nên tranh thủ trong cái thời gian này, ngày nay còn hơi thở thì tu ngày nay. Ngủ giật mình thức dậy hơi thở này còn thì tiếp tục tu thêm một ngày nữa. Phải không? Tôi nhớ tới cái câu chuyện như thời Đức Phật. Thì trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật cũng như nãy tôi nhắc đó, từ ông Maha Ca Diếp, ông La Hầu La, ông Mục Quyền Liên, ông Tu Bồ Đề, vân vân. Và 1250 vị tỳ kheo, tức là một cái tăng đoàn. Thì Đức Phật mới dắt đi. Thì đi ngang qua đó một cái nghĩa trang, thường khi ở thế gian người ta gọi chơi gọi là thành phố. Cái thành phố mà đông đúc vậy mà không người nhóm chợ, không người đánh ghen, không người nói chuyện, cũng không người chửi lộn. Thì lúc đó ông Xá Lợi Phất ông mới dùng thiên nhãn thông ông mới nhìn thấy một cái quan hồn mà tôi nói nghe quỳ trước cái mã mà đập tay đập đầu mà khóc một cách như bằng thảm thiết. Thảm thiết gì? Ông Xá Lợi Phất cũng nói bạch Đức Thế Tôn, cái quan hồn kia chết không có đầu thai mà sao mà bây giờ đập đầu bứt tóc mà nghe cái mã mà khóc than kể lể thảm thiết vậy. Đức Phật nó mới lợi hỏi cái quan hồn nó thì biết sao lại hỏi ta. Ông Xá Lợi Phất bước đến này cái quan hồn kia chết rồi thì đi đầu thai tìm cái cảnh giới nào đó sống để sung sướng, hoặc là tu hiền chứ có đâu mà đập đầu bứt khóc than kể lể. Nói ông không có biết đâu. Cái quan hồn trả lời ông không có biết đâu, cái thân xác mà nằm trong cái mã này nè, lúc nó sống trên đời nó cũng như người ta vậy đó, đâu có hiếu thẹn. Chay thì không ăn một ngày, Phật thì niệm không niệm một câu, việc lành thì không làm một chút, mà toàn là ác không quậy phá. Cho nên khi nhắm mắt rồi đó là khi nhắm mắt hồn liệt khỏi xác, thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kim phước đinh ninh phạt ký thưởng hai đường tỏ rõ. Khi nhắm mắt rồi trong một sát na là vào địa ngục. Cho nên chính vì vậy đau khổ quá, tôi xin Dương Trần Quảng Dương đến đây, tôi quỳ lại cái thân xác này, nếu sau này có được cái thân xác tôi phải ráng tôi lo tôi tu. Tôi hối hận vì có thân xác, tôi không làm được việc đạo nghĩa bây giờ để cho cái linh hồn phải đọa vào cái chốn khổ. Ông Xá Lợi Phất già, cái tăng đoàn đã nghe được như vậy. Thì đi tới chút nữa, cái gặp cái cô tiên ở trên trời mới rải qua cúng dường cũng cái mã. Ông Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy cái quan hồn kia không tu thì bứt tóc là đập đầu, tiếc cho có cái thân mà không tu, vậy con hiểu rồi. Còn sau cái này tiên ở trên trời mà xuống rải qua nó thôi, ông hỏi cô tiên nó đi là biết. Thì ông Xá Lợi Phất nói này cô tiên, ở trên trời sung tướng như tiên, nhàn nhã như tiên, phước báo như tiên, sao mà ở trển còn rải qua cúng dường cái mã này là sao? Nó ông không có biết. Ở thế gian cái thân xác này nó làm nhiều việc thiện lắm, nào là bắt cầu, nào bồi lộ, nào cất cháu tình thương, nào nấu cháu từ thiện cất nhà tình thương. Nhờ vậy đó mà khi tôi nhắm mắt rồi cái phước cái sanh lên 33 cõi trời. Rồi bây giờ gặp được Phật pháp, được nghe Phật thuyết pháp, bây giờ tôi tiếp tục tu có lẽ là một thời gian nữa là tôi sẽ sanh về Cực Lạc, thoát liễu sanh tử. Cho nên cũng nhờ cái thân này mà tôi đi qua cảm ơn cúng dường cái thân này. Đó là vậy. Thì ông Xá Lợi Phất cùng cái tăng đoàn đã nghe được, thì đóng ngoặc cái câu chuyện trên. Qua cái câu chuyện trên đó là chúng ta thấy rằng
cái thân xác mà tóc đập đầu đó, tiếc có thân mà không chịu tu, để bây giờ chỗ khổ. Rồi cái thân xác đó rải qua cúng dường, cũng nhờ cái thân mà được ở cái cõi trời và tu tiếp tục để qua bên cõi Phật. Thì hôm nay tôi cùng quý vị cũng có cái thân, chúng ta cũng có cái thân. Cái thân này cũng do cấu tạo của cha mẹ sanh ra, nhưng bốn chất đất nước gió lửa. Mà nếu hôm nay quý vị nghĩ là tôi cùng quý vị mà không tu đi, hôm nay tôi không có ăn chay, không có cúng lại, không có niệm Phật, hoặc không có làm việc lành, quý vị cũng như tôi vậy, thì lúc chết quý vị biết mình đi về đâu rồi đó. Còn hôm nay mà chúng ta là đang cái người tu, trưa này đáng lẽ ta thiền hết rồi. Tôi nói quý vị nghe, trưa này nhà giàu ta ngủ hết trơn rồi. Mà già như chú Tư, chú Hồng Quang bây giờ còn phải ủng hộ Phật Pháp, nghe mấy đứa cháu nó nói chuyện, rồi hoặc mình nói chuyện cho mấy đứa cháu nó nghe, rồi anh em lớn nhỏ bây giờ tụ họp lại đây để mình nghe, mình bàn luận đạo đức tu hành. Quý vị thấy nó quý không? Không phải mình nhắm mắt mà về tiên, mà mình về tới cõi Phật luôn đó quý vị, phải không? Cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn phải tu gấp, tu mau mới được đó. Nếu mà không tu rồi đó thì sau này khổ. Vậy thì đầu tiên đó, chúng ta tu làm sao đó phải diệt trừ được 10 điều ác, đó là căn bản, phải không? Mà khi diệt được 10 điều ác đó là nền tảng chúng ta đã có rồi. Bị cái màn vô minh này mà chúng ta làm 10 điều ác không hả? Mà ác mà trừ xong rồi thì thiện nghiệp tự nhiên nó hiện ra quý vị. Màn vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhận ngụy làm chơn. Lo nguyện thân vật chất kém hơn chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưng nghi đeo điều phiền phức bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Phải không? Cho nên bây giờ muốn hết được cái ác thì chúng ta phải trừ. Mà trừ xong rồi thầy nói ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp. Lắng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho trồng cây lành dị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất. Ác mà trừ xong là tự nhiên thiện nghiệp nó hiện ra. Phải không? Trừ xong 10 điều ác tự nhiên thiên nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước đường đạo hạnh. Ta đã đi lên con đường đạo hạnh. Như vậy thì trồng cây lành dị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất. Khi chúng ta phát tâm tu tập gì nè, nó thơm tho lắm quý vị. Người tu như thế Bá Tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Đi tới đâu người ta cũng quý, mà đi tới đâu người ta cũng nhìn, người ta trông đợi chứ. Tuy không thấy, thầy nói mà sao chẳng mất. Bây giờ đâu có thấy ông nào thành tiên thành Phật đâu, không có thấy, nhưng mà sao chẳng mất. Nếu tu vào cái quả thinh văn thì về thinh văn, duyên giác về bồ duyên giác, mà Bồ Tát về Bồ Tát, mà tu cái quả Phật là về Phật. Không thấy mà sao chẳng mất. Cũng như bây giờ mình trồng cây xài, mình muốn nó có trái, nó không có trái, nhưng mà đúng 5 năm tự nhiên trái nó phải ra, nếu chúng ta chăm sóc kỹ lưỡng. Còn hôm nay tu nó cũng vậy. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải dứt trừ được 10 điều ác mới căn bản. Cái thứ hai nữa thầy nói đó là người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lý mình. Tu phải dẹp được, tức là tủ sắc tài khí, tủ nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó thiên chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tấm thân tình thế. Như vậy thì chúng ta sửa 10 điều ác, rồi giữ được 8 điều răn cấm, không uống rượu, không cờ bạc, á phiện chơi bời theo đàn điếm, giữ cho tròn lân lý tâm, lân lý tâm thường, thì đó là chúng ta hết tất cả các nghiệp. Thì cái con đường mà đắc đạo giảng sanh đâu có gì đâu khó quý vị, phải không? Lúc đó chúng ta mang cái thân khước rồi. Còn nếu chúng ta mang cái thân nghiệp này mà chúng ta muốn đi tới đâu đi cũng được, phải không? Chỉ có đi địa ngục là dễ thôi đó. Vậy đó mà thầy ra đời khuyên tới giờ, khuyên tu mà cũng không chịu tu, chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành, ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý mên quên câu dưỡng dục. Bây giờ tu thì không tu, thời kỳ nó gắt rồi mà còn lục thục hoài, phải không? Hay là thấy trần thế mãi còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ, diệt thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Thay vậy ra cho thắng với thối một hai nước tướng. Bây giờ cờ đã thất còn ăn con chốt, cờ đã thất còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi, phải không? Hay là muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn.
Cho nên bây giờ muốn đó, thì bây giờ mình phải tu cho nó sớm, tu cho nó mau, tu cho nó lẹ. Bây giờ phải hạ thủ công phu, hồi quang phản chiếu, nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, một ngày quán thân ba lần. Từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối. Coi mình phạm cái gì, cái điều thiện mình có nghĩ nhiều không, cái điều ác còn sót cái gì mà mình nghĩ không, rồi chúng ta mới gạn lọc, từ từ chúng ta lừa đó, cái chúng ta nó toàn là còn cái thiện. Lúc đó muốn đi về cảnh giới lành đi không được quý vị. Cho nên chính vì vậy Đức Thầy dạy chúng ta phải ráng tu để mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Bây giờ ráng tu đi, ráng tu cho nó hết cái khả năng của mình đi, rồi ngã ngang hoặc dãy tê tê chết bất đắc kỳ tử đó, thì thầy cứu mình, mình nhất định sẽ về cực lạc. Chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Bây giờ thử hỏi, bây giờ mình không có tu vậy trơn, tới chừng mình chết rồi đi về đâu? Tôi nói ví dụ thôi, cũng như mình có cái nhà, mà cái nhà bây giờ nghe nó sập tan nát hết trơn, cột quá thì nó mục, lá thì nó dột nát, vách dừng thì nó hư hết trơn, gió nó thổi lồng lọt vô, mà trong túi thì không được 50.000 bạc. Rồi bây giờ mưa bão lớn gì sao quý vị, nó dông một cái là mất cái nhà chỗ đâu mà ở. Rồi cái thứ hai, người ta cũng đồng cái cảnh đó, cái nhà cũng vậy, mà bây giờ người ta có, bây giờ 1 tỷ bạc cái nhà đó sập, người ta có sợ không? Không sợ, phải không đồng đạo? Cho nên nói rằng cái thân của mình đây vậy á, bây giờ cái thân của mình khi có tu rồi, mà cái đường tu của mình biết chắc chắn là vãng sanh, chắc chắn là đủ công đức, thì bây giờ dù nó có bệnh, nó có mục nát, nó ngã ngang giờ nào thì dục bỏ giờ nấy, phải không? Mà còn nếu mình không tu rồi đó, mà nó mục nát rồi, nó bỏ rồi, bỏ cũng không được, mà dưỡng thì dưỡng cũng không được. Vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân, nhưng người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình tạm mượn trong một thời gian để học hỏi, nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình chừng bỏ xác ta có cái khác, phải không? Đó là có cái nhà mới vậy đó. Còn người không hiểu đạo, bo bo giữ nó ích kỷ, mê lầm, muốn cho nó được vĩnh viễn trường tồn, kịp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, rất chiếu mến cõi đời, cửa nhà con vợ, mà không làm sao sống được. Lúc đó kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết. Thử hỏi khổ sở biết chuyện nào? Cái nhà mà nó sập tan nát hết trơn rồi, không có ăn cắt bạc đồng xu, vậy thì thôi chuyến này phải ở ngoài trời. Ở ngoài trời nắng sao chịu nổi, mưa sao chịu nổi, ông nào có tài ba gì chịu đi, chừng 3 ngày đem chôn luôn, phải không quý vị? Như vậy thì cái thân của mình nó cũng vậy đó. Như vậy thì từ đây trở về sau, quý vị phải suy nghĩ rằng cái cuộc đời này nè, ngay trong cái giai đoạn này nè, đó, Đức Thầy cho biết là đã thấy lộ cơ trời báo ứng việc tìm kiếm con kiến, cơ trời đã hé lộ rồi. Cái giai đoạn này đã từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng. Để chừng đến việc ngóng trong trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Vậy thì bây giờ ai chưa tu thì bắt đầu phát tâm tu cho nó lẹ, phải không? Máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thách, đến chừng mới nhảy đùng. Nhảy đùng mắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gần ghe chừng mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Bây giờ mà không chịu tu thì sau này khổ, nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. À, thầy nói thơ với phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cái vui mừng tội thay. Tôi nói quý vị nghe đó, mình tin tưởng lời dạy của Đức Thầy, cái thời kỳ này tu nhiêu đắc hết trơn à. Kỳ xả tội nay còn một lúc. Một lúc tức là cái giai đoạn Đức Thầy xuống đó. Sao không tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông tiễn giống chi hưởng đấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Giờ tu là thành tiên thành Phật về cực lạc, mà không tu thành quỷ thành ma xuống địa ngục, phải không? Cho nên Thầy hối mình ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tạo tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo giải phóng linh hồn.
Đầu tiên Đức Thầy khai đạo là Thầy viết cái đợt cái quyển nhất đó, Hạ Nguyên Nay Đã. Hết đời, thấy không? Đời cùng, tu gấp kịp thì đặng xem báu ngọc ly kỳ năm ngon. Đời cùng tức là cái cõi đời nó hết, thấy không? Cái con đường cùng là con đường hết, con sông cùng là con sông hết, mà cái đời cùng là cõi đời đã hết. Thầy kêu tu gấp mới kịp thì, tức là kịp thời. Cái thời kỳ của Đức Thầy ra đời là Phật ra đời, cái thời kỳ Long Hoa khai mở, cái thời kỳ mà chúng ta là đi trước cái định luật vô thường khi chúng ta chết, và cái thời kỳ của thiên định là cái ngày kết thúc của đời Hạ Nguyên Mạt Pháp, đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non. Tại vì trên năm non rồng phụng tốt tươi mà, miền bãi núi mà sao báu quý. Cho nên tu gấp là tu vậy. Cho nên thầy hối mình tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Có nhiều đồng đạo nói: anh Bảy ơi, thầy nói đời cùng tức là đời hết, mà Hạ Nguyên Nay Đã hết đời hết rồi, vì sao năm 1939 năm nay tôi sống tới 2015-16 mà sao thấy vẫn còn sống hoài, phải không? Vậy có mâu thuẫn không? Xin thưa không có mâu thuẫn quý vị. Có chỗ Đức Thầy nói ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu điều, sao trần thế không lo chẳng liệu. Cái giai đoạn đó chúng sanh ngang ngược, Ngọc Hoàng ngài muốn tiêu cho rồi, Minh Dương khó đứng không ngồi, thảm thương Lê Thứ mắt hầu gian trưng, trước đền mắt ngọc lị rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi, làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Vua Minh Dương xin với Phật, lại Phật để cầu xin cứu trần. Cho nên Đức Phật mới ra sắc lệnh cho Đức Thầy chúng ta xuống nè: muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Chính vì vậy mà cái giai đoạn được sinh thêm, và cái giai đoạn sinh thêm là cái giai đoạn Đức Thầy xuống, và giai đoạn Đức Thầy xuống là cái giai đoạn kỳ xả tội. Tu một mà hưởng mười đó quý vị. Tu nhiều đắc nhiều, tu nhiều đắc nhiều, nếu thật lòng tu tới chớ đem đồ cúng chỉ đem thêm, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Thấy cái thân này giả, thấy của cải là giả, tất cả đều giả đều vô thường, buông bỏ hết, hạ thủ công phu lo tu, mười người đắc mười, trăm người đắc trăm, vạn người đắc hết vạn người. Kính thưa toàn cả quý vị, thì cũng vừa đúng một tiếng đồng hồ, mấy siêu trình bày xong cái đề tu mau kẻo kể. Thật ra mấy bữa nay thì không có khỏe quý vị, không biết sao hôm qua hôm kia cũng vậy, nó sốt thì tới 10 giờ thì nó mê mê mang mang cỡ 1 giờ nó mới tỉnh. Rồi 10 giờ đêm nó làm tới cũng 1-2 giờ đêm nó làm hoài. Bữa nay tính thiết không nổi nhưng mà cố gắng trình bày cho nó sức mồ hôi. Thì sự thật nó cũng đang sức mồ hôi ra, là thấy con người nó cũng nhẹ nhõm lại. Thì trước khi kết thúc cái đề tài tu mau kẻo trễ hôm nay, thì Bảy Siêu thành tâm đốt nén hương lòng, nguyện cầu chư Phật mười phương và Đức Thầy tôn kính của chúng ta hộ trì cho tất cả pháp giới chúng sanh phát tâm tu hành trong cái giai đoạn mà trong cái thời kỳ cuối của học pháp, và đồng đạo chúng ta thì thân khỏe tâm an và tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao Phật pháp, hạ thủ công phu quyết tâm tu để đón cái ngày Đức Thầy quay gót trở lại, để chúng ta có mặt trong ngày hội Long Hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn toàn thể chư đồng đã chú ý lắng nghe và những cái tràng qua để khích lệ tinh thần. Và bây giờ Bảy Siêu xin gửi miết lại: Nam mô A Di Đà Phật.